bóng bóng ông phụ mình mang cái xe mà khởi cứ đặt cái mẹ cho hội rồi mà rồi hai tuần tai môn năng và hai chúng mình cầm ra chơi mà hàng ô tô cái sân nom mà rộng bóng bóng ông phụ mình tâm ơi chúng mình cầm ra chơi chắc bao thì chốt môn về để dựng đọc trên sân mà tập tâm ơi được học phòng đá mang cái xe VIP mà tiệt hai về phòng bảy cho nên bị phong đọc pi và anh ấy chia VIP chia một phép lan VIP chẳng là thể chốn còn chơi mặc đôi chúng mình cầm mẹ chơi cha cha và trên mà anh ấy chơi chia cầm mẹ chơi cha và thể chốn môn về để diễn đọc chính bằng ôn ông cũng biết mà bạn dây bị ghẻ vẫn cứ sang là tha ở tròn ban tại ha sắp đi rồi thế bằng ôn ông cũng biết thôi nhỉ mà cứ thở khỏe cứ tròn là từ một tên về để diễn bạn bỏ tăng khách cái khác dương thời gian là luôn chỉ trăm bạn ấy cứ ghẻ nó cứ sống khăn bằng tên mà tệ con chúng mình sẽ vào tập hiếp nơi nông ca bạc bộ phải chấp lấy ngay và chân bằng hàng ô tô lấy sân cứ dương tay tập hai chúng mình đang ghẻ một tê khỏi tê để đặt cặp ra chỗ tư hai bạn dạy Việt Nam với chưa sư ở bàn là o tế và khi hát thở tới bắt coi chân món và thì hát tới và định chốt có ở phạt đô chênh hai lợi dân tâm ơi cho mọi người cây khang khỏi khách ấy tâm một niệm thôi nhé khi viên nhẹ nhảy chân tay mà đo hay nó phải đặt khách ấy mà mất mà khỏi có biết bốc cho mọi người cặp ra chân luôn thì những cái nhọn nhẹ nhảy đài hay vậy đã sẵn khán bạc lan loan cơ sơ về phòng bảy VIP và cái ở cái chùa thị bấy chùa thị bí cái kim miên bạc hào cho cái lại nè nè bóng ổn cũng mình thôi nhé được cái lại hào cho nó nè chẳng có mẹ chơi nó cứ đặt tới cứ ọt bàn cho bạc hào cho tới cứ đặt chất chân càng bà đoàn mà tại vì ác bạc bó đó là performance bạc lan và nè thôi nhé chẳng có mẹ cái mẹ nó cái mẹ chán cứ đặt tới cứ khổ chất tay bà đoàn mà thôi nhé chẳng ác bạc bó đó performance bạc lan mình tên mà cứ miên mà cu mà cho mọi những bạn ngay mơ mà xâm rạp quê bồng bấy bà chị tôi tới kia miên một cu nó khang khổm nắng bạc nè khang khổm mẹ chân cha bò hiên nè cái đạn anh đi miên bà hào cho đi hết tập về đạn tới bật chật chân mòn chân bây giờ bà qua đó là performance mà sân về dân chi tạm khai đó chân bây giờ mẹ bà nhóm cái lại nó cứ miên cho cái lại năng tiền ở bằng này chân cái lại nó cứ sầm khăn mà hay mà mơ chung mùi năng cục khang khổi nít cái nhà cũng sang khỏi khi miền ta nằm mà có bắt thầm năng tế hay mặt tiền tới không hay cái lại bà hào này cứ ấp miền ở đế thì đặt là hai bạn hay ấp xây khởi nhà thì cứ cho ho chờ mình tên mà thằng Sadam đi còn chẳng đai bà thì hai bắt coi chân tay mà đó chân thưa thua ở để chân có xem lại chất lạc đồ chênh mà nhẹ thế nhé cứ nhẹ nhàng mình tên mà anh đi thấy cứ chia không là chơi bia mình sâu chia cà phê bạn lan và dân ban lo tới bạn thôi nhé bạn chơi bóng bỏ nước miếng chăm mơ cho mình là chơi đại chiếc được phát ra hàng ô tô cái sân mình mà đo mà khỏi về để dân đọc mẹ chân chắc và để chân chánh hai đại chúng mình là chơi đại chiếc được phát ra hàng ô tô cái sân mình mà đã con chờ ghé hay nâng cầm ra chớn ấp có ấp cốn khách cây khang được con tâm mốc ấp bốc cho mùi nâng cầm ra chớn khách cây khang được con tơi khỏi ấp bốc cho mùi nâng cầm ra chớn khách ấy khang passenger tơ mốc hot box cho mùi nâng cầm ra chứ khách ấy khang passenger mà khỏi hot box cho mùi nâng cầm ra chứ cầm ra chứng tí chón chón tí muối chón tí pí miên logo Land Cruiser dạng premium tỏ camera thoát cọc lọc liệt hàng passenger chun bóng ôn ô cụ mình bàn mơ ở chú bác chú bác chẳng sử dụng camera chơi rộng hàng ô tô lý sân khỏi phê để đạt cho thịt nông rộng 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 và cứ chuối phơ rộng 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 rộng
ពួករថយន្តកាន់តែស្អាតកាន់តែទំនើបកាន់តែទាន់សម័យលោះដើមមិនថាជាប្រភេទរថយន្តស៊េរីឆ្នាំចាស់ឬក៏ឆ្នាំថ្មីទេកាមេរ៉ាថតខុសប្រកលិចអីខាងក្រោយជូនបងប្អូនអំពុមីងបានមើលបាទគាត់ពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ពណ៌មកខុបដាក់ចូលទៅក្នុងរថយន្ត Land Cruiser VX បាទ VIP ឆ្នាំ2012មកគ្រឿងនេះបាទហើយសម្រាប់រថយន្ត V8 VIP គឺមានបរិហោខ្សោលខាងក្រោមនេះបាទគឺបងប្អូនអំពុមីងបានឃើញកាមេរ៉ាជើងចាស់បោះតិចជនហើយគឺគេដាក់បិទជាមួយនឹងបរិហោខ្សោលនេះប៉ុន្តែសម្រាប់កាមេរ៉ាជើងរបស់ Hang Autolison បាទគឺយើងមានចោះជាមួយនឹងបរិហោខ្សោលមួយគូនឹងតែម្ដងបាទគឺយើងអត់ឲ្យបាត់ជាមួយនឹង performance របស់ LAN ទេបាទតោះមកមើលជាមួយនឹងគូតខាងក្រោយនេះវិញអញ្ចឹងសម្រាប់គូតខាងក្រោយគឺយើងបែងចែកជា2តំណាក់បាទអានោះក្អីជួរទី3ហើយនេះគូតខាងក្រោយបាទមិនមែនទៅទាំងផ្លឹងទៅអញ្ចឹងទេបាទហើយថតមកជុំទៅកាមេរ៉ាបាទគឺប៉ះជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ពណ៌មកគ្រប់នេះហើយយើងរំលឹកជាមួយនឹង logo បាទ Land Cruiser យ៉ាង premium តែម្ដងបាទហើយរថយន្តនេះគឺប្រភេទ VIP V8 បាទ GHR អ្ហា VHR តោះមកមើលជាមួយនឹងខាងឆ្វេងនេះវិញចាកាមេរ៉ាថតសម្រាប់កាមេរ៉ាជើងឯខាងក្រោយខាងឆ្វេងឲ្យបងប្អូនអំពុមីងបានមើលឲ្យច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងហើយជាភាសាកន្លែងកតុយកតុយក៏ដូចជាកន្លែងបរហោខ្យល់អីហ្នឹងបាទគេថតឲ្យច្បាស់ច្បាស់បាទសម្រាប់រថយន្តដែលមានបរហោខ្យល់គឺយើងដាក់ឲ្យមានបរហោខ្យល់ដូចគ្នាបាទគឺយើងអត់ឲ្យបាំងជាមួយនឹងផោងខ្យល់ក្អីជួរទី2សម្រាប់រថយន្តដែលមានម៉ាស៊ីន8ទេបាទមិនថាតែឡង់កសើទេគេគ្រប់រថយន្តទាំងអស់បាទគេប៉ិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអ៊ំពុំមីងអ្នកគ្នាបាទតោះមកថតជាមួយនឹងខាងកង់គ្រប់ប្លុកពលិលបងប្អូនអ៊ំពុំមីងបានមើលទៀតបាទនិយាយរំទៅដាក់កាមេរ៉ាជើងមួយឈុតនេះគឺធ្វើឲ្យរថយន្តកាន់តែ premium លឹះដើមតែម្ដងបាទហើយសំខាន់គឺការប្រើប្រាស់គឺងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់កាមេរ៉ាជើងដែលជាផលិតផលរបស់ហាង Auto Collision បាទស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើបាទថតនៅក្នុងប្លុកគ្នាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអ្នកពេញអ្នកគ្នាបាទបើសិនជាមានរថយន្តប្រភេទតមានកាមេរ៉ាជើងក៏ដូចជាទៅតេញរថយន្តថ្មីៗចេញពីក្រុមហ៊ុនមកកាពីក្រាស់បានចេញដាក់កាមេរ៉ាជើងការពារបាទរថយន្ត Hang Autolison មកបាទគឺដាក់តែម្ដងគឺយើងធានាប្រភេទរហូតតែម្ដងហើយធានាថាបងប្អូនអ្នកពុំមីងនឹងទទួលបានផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អប៉ាត់ប៉ាត់យកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងរថយន្តជាទីស្រឡាញ់ផងដែរបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ